Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Tối qua Đà Lạt, mày với Huy Hoàng làm gì? Uống bia đồ, ngắm sao ngoài hiên đồ ha. Không có gì chết liền nha. Tao với anh nghĩ đã cam kết rồi, chỉ làm bạn thôi. Sao sự, làm bạn mắc mớ hay cam kết? Sao cam kết làm đối tác hay làm người dưng luôn cho khỏe? Cảm ơn anh. Nghĩa ở bên cạnh tôi lúc này. Cảm ơn không thì không đủ. Tao thừa nhận tao đã từng thích anh Hoàng, được chưa? Thấy chưa? Vậy thì tối qua mày với Huy Hoàng... Không xảy ra gì hết. Bày trò. Sao rồi? Chắc xe bị hư rồi. Hư? Xe hư. Xe bị hư sao lại cười? Anh không thấy mọi chuyện rất buồn cười hay sao? Trong cùng một ngày với cùng một người, hư từ xe hơi tới xe máy, tại sao một chuyện kỳ cục như vậy lại xảy ra với tôi cơ chứ? Một lòng mong được kết hôn thì hôn lễ rời hết lần này tới lần khác, rời một lần tới tận nửa năm, rồi chồng sắp cưới thì cả ngày không nhắn nổi một tin nhắn. Quê ở đây nhưng không có nhà để về. Tôi không muốn gặp anh mà lại phải đi công tác cùng với anh. Anh cảm thấy còn ai may mắn hơn tôi không? Em bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Ngày hôm nay tôi bình tĩnh đủ rồi. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Phương, anh biết là em luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình. Và anh cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân anh. Đến khi nào mới đối diện với bản thân mình được hả Phương? Xin lỗi. Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Tôi sẽ vì dự án này, vì công ty này, dùng nhan sắc này để câu vốn về. Tất cả là chỉ bởi vì cậu của tôi. Đúng. Cuối tuần này công ty của anh có tổ chức tiệc, em có muốn đi với anh không? Thì dự tiệc thành lập công ty với cô đi. Còn người của quỹ đầu tư mạo hiểm cũng sẽ có mặt đầy đủ. Ông Khang bảo trì cơ thể tốt vậy mà lem quá, sao có thể trẻ vậy, cơ bắp lại săn chắc. Thôi xong, dự án này chắc chắn khó rồi. Mắc gì khó, để chị nói cho cưng nghe, chị đây chính là ắt chủ bài để dự án này thành công này. Chuyện này cô phải giữ bí mật con trai. Anh yên tâm. Anh cảm thấy còn ai may mắn hơn tôi không? Phương, em bình tĩnh đi. Bây giờ anh tính đi. Còn tôi thì tôi không tính nổi nữa. Ngày hôm nay Phương, tôi bình tĩnh đủ rồi. Em nghe. Anh gọi giờ này có là em mất ngủ không? Xin lỗi em, giờ này anh mới gọi lại. Vì sáng giờ anh bận quá, tiến độ của anh xảy ra chút vấn đề.
anh đang cố giải quyết đây. Chắc là tuần này anh sẽ không về được rồi. Ừ. Em được giận anh nhá. Ok, em biết rồi. Hiện giờ trên tay em không đeo nhẫn, nhưng mà nhẫn của anh Dũng vẫn luôn ở đây. Em chưa bao giờ quên mất nó. Em xin lỗi. Anh biết là em luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình, và anh cũng đang cố gắng kiềm chế bản thân anh. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày gặp em, anh phải tạo khoảng cách với em. Nó trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh. Đến khi nào mới đối diện với bản thân mình được hả Phương? Chúng ta chỉ có thể là bạn. Chúng ta sẽ là bạn kiểu gì đấy? Bạn thân. Cho chị thuốc giảm đau này. À, cao dán bản lớn dành cho vùng lưng nha. À, cao dán size lớn nhất bên em hết rồi. Bây giờ chỉ còn size chung thôi. Chị lấy đỡ nha. Ngày gì mà xui, nên cao dán cũng hết nữa. Chị thông cảm nha. Ok, em lấy giúp chị nha. Em ơi. Dạ. Em có bán thuốc giảm nhân không? Bán cho người cả ngày hôm nay không có giãn cơ mặt ra được. Dạ rồi, đây là miếng dán với lại thuốc của chị đây. Còn cái này là thuốc này anh trai hỏi nè. Thuốc bổ não, giúp lưu thông khí huyết, an thần. Nhưng mà cái này phải xài một thời gian dài mới hiệu quả được. Còn nếu mà anh muốn đẩy tinh thần lên cấp tốc á, thì chỉ có thuốc ở ngoài tiệm tạp hóa thôi. Sao vậy? Không biết nữa, tự nhiên bị tắt máy. Sao rồi? Chắc xe bị hư rồi. Hư? Cùng một ngày với cùng một người, hư từ xe hơi tới xe máy, thì sao một chuyện kỳ cục như vậy lại xảy ra với tôi cơ chứ? Một lòng mong được kết hôn thì hôn lễ rời hết lần này tới lần khác, rời một lần tới tận nửa năm, rồi chồng sắp cưới thì cả ngày không nhắn nổi một tin nhắn. Quê ở đây nhưng không có nhà để về. Còn này, tôi không muốn gặp anh mà lại phải đi công tác cùng với anh. Anh cảm thấy còn ai may mắn hơn tôi không? Em bình tĩnh lại đi. Để anh gọi đắc lực nhờ xử lý. Đắc lực cả công ty này. Ai cũng biết tôi là người đắc lực gai mắt nhất. Bây giờ anh có nhấc máy lên gọi cho anh ta, thì anh ta cũng sẽ bình thản. Để tôi ngồi đây đợi đến tận sáng mai. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Sếp Hoàng, không phải anh là người rất giỏi tính toán hay sao? Bây giờ anh tính đi. Còn tôi thì tôi không tính nổi nữa. Ngày hôm nay tôi bình tĩnh đủ rồi. Em đang làm cái gì vậy? Tại sao em phải tìm Phương làm khách hàng? Em là wedding planner. Phương sắp kết hôn, hai bên cùng ngồi gặp nhau thì có gì lạ? Đừng có nói với anh là em không có mục đích khác. Cho dù em có mục đích khác thì cũng giống anh thôi, cũng muốn nhật Phương được hạnh phúc. Anh tin không? Minh Anh, anh xin em đó. Em làm ơn buông tha cho bản thân mình đi. Anh cũng xin em buông tha cho Nhật Phương, được không? Chúng ta bên nhau 10 năm. Trong 10 năm, một người đầy kiêu ngạo như anh chưa bao giờ nhờ bà em bất cứ chuyện gì. Vậy mà hôm nay là cầu xin em vì Nhật Phương. Em vui vì khách hàng của em được quan tâm đến vậy, khiến một người đã kiêu ngạo như Phạm Huy Hoàng phải đến tận đây cầu xin em. Được,
em chấp nhận lời cầu xin của anh. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp cho hôn lễ của Phương thật tốt. Cảm ơn em đã đưa anh về nhà. Không có gì. Nhà Phương. Này, tôi đã bảo là ngồi yên rồi mà. Cảm ơn em. Tôi biết rồi. Nhà Phương, anh cảm ơn. Chú làm ơn đưa anh này lên nhà giúp con được không ạ? Xin lỗi cô, tôi còn cuốc xe khác, khách đang chờ. Ra cái tên biến thái này, con đứng thẳng lên dùng cái. Sao anh nặng như vậy được chứ? Không có gì xảy ra hết. Mày với Huy Hoàng không có gì hết. Mày lại đây. Mày nhìn thẳng vào gương đi. Nhìn đi. Mày thề với tao đi. Thề là mày không hề yêu Huy Hoàng. Thề là chưa bao giờ mày có cảm xúc với Huy Hoàng. Thề đi. Nếu mày có, cho sét đánh mày. Thề đi. Dám thề không? Hả? À, sao? Nó không có yêu mà sao không dám thề? Tại sao mày phải gồng mình nói dối chỉ cho khổ vậy Phương? Tao muốn hôm nay mày phải suy nghĩ thật là kỹ. Một, mày lựa chọn như cũ. Nhưng mày có thật sự hạnh phúc không? Hai, là mày có thể làm cho nhỏ kia từ bỏ hết hy vọng với Huy Hoàng không? Hôm nay tao có thể đỡ cho mày một cái tát, nhưng ngày mai, ngày mốt, ngày kia, cái tát thứ hai, thứ ba, ai đỡ cho mày? Sao xin lỗi? Gì vậy? Nổi cái gà. Bởi vì tao mới ghét yêu đương. Thà tao rap inbox xong ai về nhà đó, không có vướng bận lằng nhằng nhức đầu lắm. Nhưng mà mày khác tao. Mày không những yêu mà yêu cùng lúc hai người. Yêu cho Huy Hoàng hay là Mạnh Dũng, mày phải suy nghĩ thật kỹ và quyết định thật là dứt khoát.